William George Cornelius, ông sinh ngày 13 tháng 6 năm 1580. Ông mất ngày 30 tháng 10 năm 1626, Leiden. Ông ở Leiden, Cộng hòa, Hà Lan. Lĩnh vực, nhà thiên văn học về nhà toán học. Ông còn được biết là William George Snell, tên khai sinh là William George Snow Van Rooyen. Ông là một nhà thiên văn và nhà toán học người Hà Lan, giáo sư toán ở Đại học Leiden. Ở phương Tây, đặc biệt là ở các nước nói tiếng Anh, tên ông gắn với định luật khúc xạ ánh sáng, định luật Snell-Descartes, cùng với René Descartes. Tuy vậy, định luật này đã được khám phá trước đó nhiều thế kỷ bởi Insaho, năm 984, và Vitello vào thời Trung Cổ. Tiểu sử của ông, William George Cornelius sinh ra ở Leiden, Hà Lan. Năm 1613 ông thành công cha mình, Rudolf Sơn Van Rooyen, năm 1546 đến năm 1613, là giáo sư toán học tại Đại học Leiden. 1615 Cornelius, sau công trình của Eratosthenes ở Ptolemaic, Ai Cập vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, có lẽ là người đầu tiên cố gắng thực hiện một thí nghiệm quy mô lớn để đo chu vi của trái đất bằng cách sử dụng tam giác. Ông đã được giúp đỡ trong các phép đo của mình bởi hai trong số các sinh viên của mình, các Baron áo Erasmus và Kasparus Sternberg.